phòng khách của nhà họ Đường. Chuyện hôm qua mấy đứa chắc đều nghe nói rồi, có suy nghĩ gì? Thằng con trai này của em gái thừa kế thiên phú của em ấy, có chút ghê gớm. Nó trở thành tông sư chính là một trợ lực lớn của nhà họ Đường chúng ta. Nhà họ Đường chúng ta không thiếu tông sư, huống chi nó có thể trở thành hay không còn chưa biết được. Cái có lợi nhất đối với chúng ta nằm ở chỗ Trần Thiệu. Vốn dĩ nhà họ Long ra tay, Trần Thiệu sẽ gả con gái cho Lý Lâm Hạo, nhưng bây giờ, Trần Thiệu sẽ do dự. Do dự thì có không gian đàm phán. Ông nội, nhà họ Long e là xem thường sự quật khởi trong những năm nay của nhà họ Đường chúng ta. Nhà họ Ly thì quá cổ hủ, sẽ không tham gia vào, nhà họ Long và nhà họ Lạc thì khó nói. Hừ, đợi chuyện ngày hôm nay sắp xếp thỏa đáng, nhà họ Long có chen vào nữa cũng vô dụng. Sở Nghị ở dưới sự giám sát của nhiều cảnh sát tuần tra, cuối cùng cũng đợi được Sở Sơn Hà và Sở Mục. Ba, hỏi ba một câu, mẹ là người như nào? Ba ấy à, rất đẹp, rất dịu dàng, rất hiền thục, tính cách rất tốt. Thoáng cái đã hai mươi mấy năm không gặp rồi. Dịu dàng, hiền thục, quả nhiên là trong mắt người có tình sẽ hóa tây thi. Ba, ba yên tâm, lần này gia đình chúng ta nhất định có thể đoàn tụ, nhà họ Đường không ngăn cản được. Ha, khẩu khí thật lớn, đây là địa bàn của nhà họ Đường, cậu cho rằng cậu là ai? Đồ chó, sớm muộn gì cũng đánh vỡ mồm của ông. Trịnh Thành, ông là quản gia, đừng dẫn chó mèo gì đó vào phong sơn của nhà họ Đường. Em trai của Đường Kỳ Trung, Đường Kỳ Sung. Cậu Kỳ Sung, đây là gia đình của nhà họ Sở, tôi phụng lệnh dẫn bọn họ lên núi. Anh chính là Sở Nghị, chỉ dựa vào anh còn muốn lấy chị họ của tôi ư? Anh có biết chị họ của tôi và Lý Lâm Hạo mới là một đôi không? Em họ của Trần Thanh Thanh, Trần Dung, nhà họ Đường có người như anh, thật là sỉ nhục. Con lợn mập này không dễ chọc. Sở Nghị, lần này xem anh xử lý kiểu gì, dám bắt nạt anh của tôi, chính là tìm chết. Tôi nói này đồ béo ú, cô mỡ lấp mất mề, trừ não thì chính mỡ. Ai cho cô dũng khí sống thế? Nếu tôi là cô thì sớm đã tìm một cái đầu lợn đập chết cho rồi. Anh! Anh cái gì mà anh? Mau tránh ra, cô chặn ở đằng trước, điện thoại của tôi cũng mất tín hiệu rồi. Giết anh ta, tôi phải giết anh ta. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây, mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ, đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.